hơn nửa cầu, quá nửa cầu rồi. Xuống nước xong thì không phải buông mà cả người cả xe cuốn theo nhau, thì cháu nghĩ là không xuống đáy thì gần đến. Cũng bắt đầu cháu lấy hết sức hơi thì cháu thở lên được, đẩy lên được thì lên đến bờ thì gần như cháu hết hơi rồi. À tức là gọi là ngoi lên mặt nước. Ngoi lên mặt nước thì cháu vẫn xác định là không sống được. Dạ thưa quý thính giả, sáng nay ngày 9 tháng 9, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ đã bất ngờ sập, khiến 10 ô tô lao xuống dòng sông và 13 người hiện đang mất tích. Vụ việc gây chấn động và thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Thông tin chi tiết sẽ được cập nhật trong podcast hôm nay. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, cầu Phong Châu có kết cấu thép và hiện đã bị sập hai nhịp rồi xuống lòng sông. Theo công điện của Thủ tướng, sáng nay ngày 9 tháng 9 đã xảy ra sự cố sập nhịp cầu Phong Châu qua sông Thao trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Theo thông tin ban đầu, có một số xe và người rơi xuống sông. Thủ tướng Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến thân nhân các gia đình người bị nạn, chia sẻ với những khó khăn, mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ. Trả lời phỏng vấn VTV tại hiện trường về thiệt hại, theo Phó Thủ tướng Hồ Đức Phước, thông tin bước đầu có khoảng 10 ô tô, 2 xe máy và khoảng 13 người dân mất tích. Đây là con số dự kiến còn chưa chính xác, ông Phước nói. Theo ông Phước, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện khắc phục thiệt hại, trong đó giao quân đội, công an chủ trì cùng Bộ Giao thông Vận tải và huyện xem xét, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn người bị nạn, cứu chữa cho những người bị nạn được tìm thấy, đưa vào cấp cứu. Đồng thời tiến hành chốt chặn hai đầu, không cho lưu thông, đảm bảo an toàn cho người dân. Cùng với đó, tính toán phương án làm cầu phao tại đây để đảm bảo lưu thông và không cho phương tiện thủy lưu thông. Ông Phước cho biết thêm, sẽ có biện pháp để xây dựng cầu mới. Theo Phó Thủ tướng, hiện các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp như dùng camera để soi, chiếu, tìm kiếm xung quanh bờ. Khi nước rút, các thợ lặn, phương tiện sẽ rà soát, tìm kiếm các nạn nhân nhanh nhất. Về khó khăn lớn nhất hiện nay, theo ông Phước, chính là nước dâng lớn và chảy xiết rất mạnh nên ảnh hưởng công tác cứu hộ. Ông Trần Hoài Giang, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ cho biết, ông đang trên đường đến hiện trường. Trước mắt, ông đã chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn cho người dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Lâm Thao, Ngô Đức Sáu cho biết, hai nhịp cầu bị sập nằm ở phía huyện Tam Nông, một nhịp còn lại nằm ở phía huyện Lâm Thao. Ông Sáu nói cầu Phong Châu là cây cầu xây dựng theo công nghệ cũ, có tuổi thọ lâu đời. Hiện lực lượng công an tỉnh, huyện đang check camera để xác định chính xác xem có người, xe nào bị rơi xuống sông khi sập cầu không. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của tỉnh, huyện đang có mặt để tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, đồng thời điều tiết phân luồng giao thông, căng dây hiện trường, không để người dân có mặt trên khu vực cầu. Trao đổi với Tuổi Trẻ, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an Phú Thọ cho hay, theo đánh giá ban đầu, đây là sự cố rất nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ 32. Tuy nhiên, do dòng chảy rất mạnh nên các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn đã chuẩn bị hết tất cả các phương tiện, vật tư và con người để đảm bảo an toàn cho các lực lượng để triển khai ngay. Hiện đang tính toán phương án cứu nạn cứu hộ. Trường hợp dòng chảy an toàn, chúng tôi sẽ triển khai ngay, ông Tuấn nói. Ông Tuấn cho hay, việc xem camera đang được thực hiện và sẽ có thông báo sau khi có kết quả chính xác. Lúc 11 giờ 30 phút, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Tam Nông cho biết, lực lượng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã huy động các xuồng máy, nhiều phương tiện đến khu vực xảy ra sự cố sập cầu để tìm kiếm. Theo Phó Chủ tịch huyện Tam Nông Nguyễn Mạnh Hùng, đến thời điểm hiện tại vẫn chưa xác định được cụ thể bao nhiêu xe, người bị rơi xuống sông. Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Xuân Sang cho biết, đang trên đường đến hiện trường để phối hợp Sở Giao thông Vận tải tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả. Theo ông Sang, hiện Bộ Giao thông Vận tải cũng chưa nhận được báo cáo chính thức vụ sập cầu Phong Châu từ Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, anh Thắng, xã Hương Nộn, Tam Nông, Phú Thọ cho biết, ngay sau khi nghe tin cầu sập, anh đã tức tốc chạy ra hiện trường để nghe ngóng tình hình bởi lo lắng có người thân của mình không may bị rơi xuống sông. May quá, người thân của tôi không bị sao. Hiện nay có rất nhiều người dân đang tập trung ở khu vực đầu cầu để nghe ngóng, lo lắng vì sợ có người nhà của mình rơi xuống sông, anh Thắng nói. Là nạn nhân trong vụ sập cầu Phong Châu, anh Phan Trường Sơn đã kể lại giây phút thoát chết trong gang tấc. Xuống nước xong thì không phải buông mà cả người cả xe cuốn theo nhau, thì cháu nghĩ là không xuống đáy thì gần đến. Cũng bắt đầu cháu lấy hết sức hơi thì cháu thở lên được, đẩy lên được thì
lên đến bờ thì gần như cháu biết thôi rồi. À tức là gọi là ngoi lên mặt nước. Ngoi lên mặt nước thì cháu vẫn xác định là không sống được. Ngoi lúc ấy là mới buông xe rồi thì coi đúng chỉ mình. Một mình cháu lên xe à, lên mặt nước. Thế bác lúc cái lúc mà bác đi đang đi qua thì cái cảm giác như nào mà... Thấy nó rình rình đằng sau thì cứ nghĩ là xe gì mà nặng tải thế mà nó thấy nó rình rình. Cứ nghĩ là nó rình theo kiểu dạng nhịp cầu nó rình thôi. Thế xong thì chưa kịp phản xạ quay lại thì đã ở dưới mặt nước rồi. Ở dưới nước rồi. Mình đi về bên mình hay mình đi về sang anh em người nhà. Người thế lúc ấy thì bác may mắn là bác vớ được cái gì thì bác cũng... Em bơi một đoạn thì em vớ được cái chuối. Xong em cứu thì người ta cứu em. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Hân Hoa, trú ở Phú Thọ cho biết, khi xe máy của chị cùng một người bạn trên xe vừa đi qua cầu Phong Châu sang phía Tam Nông được khoảng 2 phút thì cầu sập. Cả năm qua tôi mới sang cầu Phong Châu được 2 lần. Sáng nay là lần thứ 2, tôi cùng người bạn đi làm lại sim điện thoại. Khi xe tôi vừa đi qua cầu sang bên Tam Nông được khoảng 2 phút thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, quay lại thì thấy cây cầu đã bị sập. Quả thực quá hoảng sợ và đến giờ nhắc lại tôi vẫn đang run, chị Hoa nhớ lại. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 9 tháng 9, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an Phú Thọ cho hay, do không có camera trên cầu nên lực lượng chức năng kiểm tra camera tại các nhà dân ở gần khu vực cầu. Hiện chúng tôi đang có những xác minh tiếp theo để xác định. Trong một tiếng nữa, chúng tôi sẽ thông báo lại chính xác thông tin này, Đại tá Nguyễn Minh Tuấn nói. Theo ông Tuấn, công tác cứu hộ cứu nạn được thực hiện phải trên cơ sở đảm bảo an toàn vì với tốc độ dòng chảy hiện nay, cần phải ưu tiên an toàn lên hàng đầu. Hiện tất cả các lực lượng chức năng đã sẵn sàng tại cầu để tham gia cứu hộ. Được biết, cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng trên quốc lộ 32C, nối liền hai huyện Lâm Thao và Tam Nông, tỉnh Phú Thọ. Hiện cầu do Sở Giao thông Vận tải quản lý, vận hành khai thác. Cầu Phong Châu được khánh thành đưa vào sử dụng năm 1995, gồm 8 nhịp, trong đó có 4 nhịp giãn đơn dầm bằng bê tông cốt thép giữ ứng lực, 3 nhịp giãn thép và 1 nhịp giãn đơn dầm bằng bê tông cốt thép thường. Trải qua 17 năm khai thác, đến năm 2013, cầu Phong Châu đã được sửa chữa. Tháng 8 năm 2022, cử tri tỉnh Phú Thọ kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng cầu mới nhằm thay thế cầu Phong Châu. Tuy nhiên, do nguồn vốn đầu tư công hạn hẹp, chỉ ưu tiên bố trí các dự án trọng điểm, cấp bách, nên Bộ Giao thông Vận tải đã báo cáo Chính phủ ưu tiên bố trí vốn đầu tư dự án hoàn chỉnh quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Với việc xây mới cầu Phong Châu, Bộ Giao thông Vận tải ghi nhận kiến nghị của cử tri tỉnh Phú Thọ và sẽ quan tâm ưu tiên đầu tư khi cân đối được nguồn lực. Do sự cố sập cầu, phương án phân luồng giao thông như sau. Xe từ cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà, các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến. Quốc lộ 32, Tam Nông đi đường Hồ Chí Minh, qua cầu Ngọc Tháp hoặc qua quốc lộ 2 đi Lâm Thao, Việt Trì. Các xe từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, cầu Đồng Quang, cầu Trung Hà theo chiều ngược lại. Các xe từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Lâm Thao, Việt Trì di chuyển theo tuyến. Quốc lộ 32, Tam Nông đi cầu Trung Hà, đi huyện Ba Vì, Hà Nội, đi cầu Văn Lang, đi Việt Trì, Lâm Thao. Các xe từ Lâm Thao, Việt Trì đi Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn theo chiều ngược lại. Các xe từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Thanh Sơn, Tân Sơn đi Hà Nội, Vĩnh Phúc di chuyển theo tuyến. Quốc lộ 32 Tam Nông đi cầu Trung Hà hoặc đi tỉnh lộ 317G, đi tỉnh lộ 317E, đi cầu Đồng Quang, đi huyện Ba Vì, Hà Nội, cầu Vĩnh Thịnh, đi Vĩnh Phúc. Các xe từ Hà Nội, Vĩnh Phúc đi các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn theo chiều ngược lại. Các xe từ các huyện Thanh Thủy, Tam Nông, Tân Sơn, Thanh Sơn đi Vĩnh Phúc, Hà Nội và ngược lại có thể đi theo tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai hoặc tuyến quốc lộ 2. Quốc lộ 32 Tam Nông đi đường Hồ Chí Minh, đi quốc lộ 2, đi Vĩnh Phúc, Hà Nội hoặc quốc lộ 32 Tam Nông đi đường Hồ Chí Minh, đi nút giao IC9, cao tốc Nội Bài, Lào Cai, đi Vĩnh Phúc, Hà Nội. Podcast Báo Tuổi Trẻ sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc sập cầu Phong Châu. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.